chập giáng mắt trong trời cao thiết tha nài vàng ngài cầu xin tha thứ tất cả thù nhân dưới chân thập hình ai khác nhổ chê cười anh hạ thân xác đóng đinh đồi cao ngài lặng thinh không nói mắt trong về cha xin người thứ tha đó là ngài dạy ta yêu thương kẻ thù ban ơn kẻ ghét ta đó là ngài dạy ta xin ơn cho ngài dù không đã bắt bớ ta ngài nằm trên thập giá mắt trong trời cao thiết tha nài vàng ngài cầu xin tha thứ tất cả thù nhân dưới chân thập hình ai đành bán thân thầy đành tâm chê chối thoát thân tìm an ngài lặng thinh không nói mắt trông về cha xin người thứ tha trong trời cao thiết tha nài vàng.